công chương trình của chúng ta là chương trình trải nghiệm. Chính vì vậy, quý vị khán giả có thể bước lên sân khấu và nối rộng tầm quan cùng với các nghệ nhân của chúng tôi. Chúng tôi đã thấy nhiều hơn một khán giả đang nhảy múa xung quanh cây nêu cùng với các nghệ nhân. Trong khi chương trình đang tiếp tục, quý vị khán giả khác cũng có thể bước vào sân khấu vì với cây nêu để thưởng thức hương vị rượu nghè, rượu tinh. Thank you.
của người Việt ngay từ bây giờ. Chương trình hôm nay có các đội viên ban nhạc với sự tham gia của Sa La Sơn Đông, Sa Đông Sơn Đông và một đội viên khá xa đến từ Lê Dương. Hơn 40 nghệ nhân ban nhạc đã và đang mang đến cho chúng ta một chương trình nghệ thuật dân gian nhiều âm thanh và sắc màu. Như tất cả các buổi tối thứ bảy hàng tuần, chúng tôi có đặt dưới cây nêu một chiếc gùi nhỏ. Đây là nơi mà quý vị nếu cảm thấy chương trình hôm nay hay, có ý nghĩa, các khán giả làm quý vị vui, thì quý vị đừng ngại lần hãy ủng hộ tiền cho các nghệ nhân bằng cách đóng tiền vào chiếc gùi nhỏ này. Đây là số tiền mà các nghệ nhân có chung vui cùng nhau khi trình diễn của chúng ta khép lại lúc 21 giờ. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn quý vị, những người luôn nhiệt thành ủng hộ cho cuộc chiến cứu hộ thể thức và trải nghiệm. Thank you.
Thưa quý vị đang trong chương trình cùng chia